Xin chào quý vị và các bạn. Sau dịp cuối tuần oi nóng thì từ đêm nay cho tới những ngày đầu tuần tới, Bắc Bộ chịu tác động của hai hình thế gây mưa là rãnh áp thấp dưới tầng thấp và vùng hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao nên mưa sẽ diễn ra trên diện rộng. Trong đó thì mưa lớn tập trung ở các tỉnh Trung du và vùng núi phía Bắc với lượng mưa phổ biến từ 40 cho đến 80 mm, có nơi trên 100 mm mỗi ngày. Thời gian mưa lớn chủ yếu xuất hiện về chiều tối và đêm, người dân cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm do mưa kéo dài. Do có mưa nên từ ngày mai, nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ giảm dần và không còn nắng nóng nữa, với mức nhiệt cao nhất trong 3 ngày tới phổ biến ở khoảng 28 cho đến 31 độ, trời mát mẻ. Với các tỉnh thành miền Trung, trong 3 ngày tới, nắng nóng sẽ suy giảm về diện và cường độ, chỉ còn tập trung ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, với mức nhiệt cao nhất là từ 33 cho đến 36 độ. Còn ở các tỉnh phía Bắc phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Tuy nhiên, người dân cần đề phòng những cơn mưa dông xuất hiện vào chiều tối và đêm, dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan gây nguy hiểm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới vẫn tiếp tục chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam nhưng với cường độ có xu hướng mạnh hơn. Vì thế ban ngày trời có nắng gián đoạn, chiều tối tăng mưa, cục bộ có điểm có mưa vừa mưa to kèm theo cả dông sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Trên biển, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió Nam đến Tây Nam với cường độ khoảng cấp 5 có lúc cấp 6. Lưu ý là từ chiều tối và đêm mai, mưa rào và dông sẽ gia tăng lên mức nhiều nơi ở khu vực phía Bắc Biển Đông. Còn đối với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, từ ngày mai có gió Tây Nam cũng có xu hướng mạnh hơn phổ biến ở khoảng cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Và cũng từ chiều tối mai trở đi, mưa rào và dông cũng sẽ gia tăng lên mức rải rác, nên tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cũng cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 5 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!